Đây là cuộc thi tìm hiểu về luật bình đẳng giới, phòng chống bạo lực, phòng chống hôn nhân cận huyết do Sở Dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Ngoài phần thi kiến thức bằng hình thức trả lời trắc nghiệm và phần thi hùng biện với những chủ đề sát với thực tiễn cuộc sống, 8 đội đến từ các trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng còn thể hiện các tiểu phẩm phản ánh được chủ đề của cuộc thi. Các tiểu phẩm đảm bảo tính nghệ thuật, tính tuyên truyền và tính giáo dục, tạo sự lôi cuốn hấp dẫn và tạo sức lan tỏa trong học sinh các trường dân tộc nội trú trong tỉnh. Qua cuộc thi này, con cảm thấy nó rất là bổ ích và con cảm thấy rất là vui khi được tham gia cuộc thi này, bởi vì con cảm thấy con được tuyên truyền đến mọi người cái thông điệp là bình đẳng giới và được mọi người biết nhiều hơn và để xóa bỏ được những tư tưởng lạc hậu. Đây là một cuộc thi rất là bổ ích dành cho thiếu niên và thanh niên nhi đồng, đặc biệt đối với học sinh chưa các trường dân tộc nội trú trong địa bàn tỉnh. Bởi vì thông qua cuộc thi này thì là cung cấp thêm các em hiểu biết về phòng chống bạo lực học đường, phòng chống về hôn nhân cận huyết và đặc biệt là về bình đẳng giới ở trong các đồng thế hệ, các đồng bào, các đồng bào dân tộc thiểu số ở trong tỉnh. Đó. Và thông qua cuộc thi này thì rèn cho các em những cái kỹ năng, ngoài ra cung cấp cái kiến thức rồi còn rèn các em kỹ năng rất là thiết thực đối với các em, như là bảo vệ chống xâm hại tình dục trẻ em đối với bản thân mình, rồi phòng cũng là tuyên truyền cho gia đình bản làng mình về hôn nhân cận huyết đó, ở các vùng đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa vẫn thường hay xảy ra. Sân khấu hóa trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật là cách làm tuy không mới nhưng phù hợp với đại bộ phận người dân trong giai đoạn hiện nay. Thông qua tiếng hát, lời ca và cách thể hiện của từng nhân vật trong vở diễn, những kiến thức pháp luật dễ dàng được tiếp thu, qua đó khuyến khích cổ vũ người dân nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, giáo dục ý thức tự giác tuân thủ, bảo vệ và chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước. Ở Lạc Dương là đa số đồng bào, ở Lạc Dương là đồng bào dân tộc thiểu số, cho nên là việc quan tâm đến pháp luật của người dân ở đây thì còn rất là ít. Mặc dù cũng có một số người họ sẽ quan tâm nhưng mà rất là ít. Cho nên là thông qua những cuộc thi tuyên truyền về pháp luật như là luật hòa giải ở cơ sở và những chương trình văn nghệ mà đội được tham gia thì chúng tôi mong muốn truyền tải đến những người dân để họ tiếp cận dần dần và từ từ đối với pháp luật, tại vì pháp luật là liên quan mật thiết đến đời sống của người dân. Không chỉ có vậy, sân khấu hóa cũng là giải pháp để xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Khi chuẩn bị kịch bản cho một tiểu phẩm, nhiều kiến thức pháp luật liên quan sẽ được các đội thi chủ động tìm hiểu. Cũng thông qua hình thức sân khấu hóa, vai trò của cơ quan chức năng trong việc định hướng tuyên truyền pháp luật cũng được nâng cao. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo luật, pháp luật cả cấp tỉnh và cả cấp huyện đều mong muốn rằng là mỗi năm chúng ta phải có sự đổi mới trong cái công tác thực hiện tuyên truyền từ hội thi cũng như là các cái hình thức khác để đảm bảo. Vì đến thời điểm nay chúng ta thấy được là phương tiện công nghệ thông tin đã gắn liền với chúng ta trong cuộc sống và công tác tuyên truyền cũng vậy. Hòa giải viên cơ sở họ phải vận dụng tất cả các hình thức, trong đó là có sự vào cuộc của các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh, cấp huyện, thì cái công tác này nó mới thực hiện sự là đem lại hiệu quả cao trong thời gian sắp tới. Sân khấu hóa tạo ra những sân chơi lành mạnh bổ ích cho nhiều tầng lớp nhân dân. Qua hình thức này, hình ảnh, âm thanh, tư liệu với các nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Đó là mục tiêu quan trọng mà chương trình phổ biến giáo dục pháp luật đặt ra.